quý vị và các bạn, vòng quay cuộc sống hối hả đã cuốn theo những con người bận rộn vào chuỗi ngày bộn bề lo toan. Để rồi khi Tết đến xuân về, ta mới có thời gian để thực sự để dành cho bản thân cũng như những người thân yêu nhất. Và còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi sum họp quây quần thưởng thức bên mâm cỗ cùng gia đình và ngày Tết, đúng không ạ? Dạ vâng, rất là đúng ạ. Và để dịp lễ đặc biệt này thực sự trở thành thời khắc tuyệt vời, ấm áp về gia đình thì chúng ta không thể quên chuẩn bị những món ăn tinh thần để có thể vừa gìn giữ những vẻ đẹp cổ truyền, đồng thời tạo ra những nét độc đáo riêng. Một trong những món ăn được ưa chuộng nhất mùa Tết này đó chính là giò bề ạ. Vâng, và đây cũng chính là sản phẩm mà ngày hôm nay Bảo Nhật và Thu Trang muốn giới thiệu đến tất cả quý vị. Sản phẩm giò bề Bà Dự, ngon từ thịt, ngọt từ tâm, với kinh nghiệm truyền đời, gia truyền từ các thế hệ trước và sự tâm huyết. Để hiểu hơn về sản phẩm này thì xin mời quý vị khán giả cũng như là chị Thu Trang, chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự ngắn ngay sau đây. Kế thừa tinh hoa của ẩm thực ông cha, sáng tạo để mang đến hương vị và bản sắc riêng của thương hiệu giò bề Bà Dự, với nguyên liệu thịt bê tươi 100% cùng công thức đặc biệt, mang đến cho thực khách những trải nghiệm có 102 và làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Sự khác biệt lớn nhất tạo nên thương hiệu giò bề Bà Dự đó chính là làm bằng phương pháp thủ công, nghề truyền thống gia truyền, được làm từ thịt bê nguyên chất, không chất bảo quản, không chất tạo màu, không gelatin tạo keo, không hàn the, hương vị thơm ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện sản phẩm của thương hiệu giò bề Bà Dự đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm và chứng nhận đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Với hương vị và chất lượng đã đạt được, giò bề Bà Dự chỉ cần ăn một lần là nhớ cả đời. Vâng, thực sự là Thu Trang cảm thấy rất là may mắn vì ngày hôm nay được lên sóng cùng với mùa dịp Tết này và với sản phẩm là giò bề Bà Dự. Thưa quý vị, giò bề Bà Dự thì không biết từ bao giờ đã trở thành một món ăn đặc sắc có tiếng tăm lớn ở đất nước mình. Và nếu như ai đã từng thưởng thức món giò bề Bà Dự thì chắc hẳn là không thể nào quên được hương vị của món ăn này. Vô cùng thơm ngon, ngọt, mềm, ăn không hề thấy ngán của thịt bên non, hòa cùng với cả hương vị đậm đà của các loại gia vị thiên nhiên tạo nên một món ăn thú vị, đặc biệt là có lẽ chỉ có ở giò bề Bà Dự mà thôi. Gia vị thì cũng được đong đếm nếm vừa đủ để món ăn đậm đà nhưng vẫn giữ được nguyên vị tươi ngon của thịt bê ạ. Và những ai đã từng một lần nếm thử hương vị nổi tiếng của xứ Nghệ này, giò thì được chế biến từ thịt bê tươi, muối, đường, tiêu, nước cốt gừng, nước mắm ướp ở trong vòng từ 8 cho đến 10 tiếng, sau đó thì được cuộn với da bê, hấp cách thủy từ 2 cho đến 4 tiếng. Thịt được hấp nên giữ được nguyên độ ngọt, có màu hồng, trông rất ngon và bắt mắt thưa quý vị. Vâng, và ngoài là một món ăn trong những ngày Tết Nguyên đán thì giò bề Bà Dự hiện còn đang được rất nhiều nhà phân phối, siêu thị, đại lý cửa hàng nhập về để cung cấp bởi độ yêu thích của các thực khách và người tiêu dùng. Đặc biệt là giò bề Bà Dự còn được dùng để làm thức quà biếu Tết, gia đình, người thân hay là bạn bè, đồng nghiệp, vừa độc đáo mà lại lịch sự. Hiện tại thì cơ sở có hai loại sản phẩm đó chính là giò bề, nem chua để quý vị có thể chọn trong dịp Tết đến xuân về. Để biết thêm những thông tin về sản phẩm thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp qua fanpage giò bề Bà Dự thực phẩm sạch, giò bề Bà Dự cơ sở 2 hoặc gọi điện đến số hotline 0913 411 815 hoặc số 096 5511 335 để được tư vấn hướng dẫn mua hàng cụ thể quý vị nhé. Vâng, và qua thông tin vừa rồi mà Thu Trang và Bảo Nhật mang tới thì hy vọng là đã giúp cho quý vị khán giả có thêm được những thông tin bổ ích để lựa chọn mua sắm trong dịp Tết đến xuân về. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ. Tết đến xuân về, tôi đại diện cho bên giò bề Bà Dự chuyên sản xuất giò bề và nem chua Thanh Hóa đặc sản. Tôi gửi lời chúc Tết tới các vị khán giả cũng như khách mua hàng. Một lời chúc Tết an vui, hạnh phúc